Thầy chào các em học sinh khối lớp 5. Đến với buổi học toán hôm nay, chúng ta gồm có hai tiết. Tiết thứ nhất là tổng nhiều số thập phân và tiết thứ hai là luyện tập. Để khởi động cho tiết học hôm nay, chúng ta đến với tình huống sau. Thang chỉ chở được khối lượng dưới 200 kg. Cả ba chúng mình chắc không quá nổi 100 kg đâu mà. Tớ chỉ có 32,5 kg thôi. Tớ thì có 35,2 kg. Tớ chỉ có 40,1 kg thôi. Nhẹ hều. Quá tải. Chú xin lỗi, xe hàng hơi nặng. Xe hàng này nặng đến 55,5 kg đấy. Chú ý đang vội, chúng mình đi ra đi. Chú cảm ơn các bạn nhỏ nhá. Không biết vừa rồi trong thang máy có tổng cộng bao nhiêu cân mà thang máy lại kêu inh ỏi lên nhở? Muốn biết thì chúng mình thực hiện phép cộng các cân nặng lại. Phép cộng đó được thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, đó là tổng nhiều số thập phân. Mục tiêu của tiết học này là: một là biết thực hiện tính tổng nhiều số thập phân tương tự như tính tổng hai số thập phân. 2 là nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng số thập phân. Mục tiêu thứ 3 là biết sử dụng các tính chất của phép cộng các số thập phân để tính theo cách thuận tiện. Bây giờ chúng ta bước vào bài học. Thầy mời các em chúng ta bước vào hoạt động khám phá. Trước tiên, chúng ta đi vào ví dụ sau đây. Có 3 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 27,5 lít. Thùng thứ hai có 36,75 lít. Thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? Muốn tính cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu, ta phải thực hiện phép tính sau. Ta sẽ cộng số lít dầu của cả 3 thùng lại. Ta lấy 27,5 cộng 36,75 cộng 14,5. Khi thực hiện phép tính cộng có nhiều số thập phân như vậy, thì ta làm như thế nào? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em chúng ta cùng nhau đặt tính. Khi đặt tính, chúng ta chú ý viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Sau đó ta thực hiện cộng như cộng các số tự nhiên. Và cuối cùng ta sẽ viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. Bây giờ thầy và các em cùng nhau làm bài tính này nhé. Đầu tiên, ở hàng phần trăm, chúng ta thấy ở số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba, hàng phần trăm không có chữ số, thì ta có thể xem như nó là số 0. Các em đã được học ở bài phân số bằng nhau. Ta thực hiện từ phải sang trái. Thầy sẽ lấy 0 cộng 5 cộng 0 bằng 5. Thầy viết 5. Sau đó thầy lấy 5 cộng 7 cộng 5 bằng 17. Thầy viết 7 nhớ 1. 7 thêm 1 được 8. 8 cộng 6 bằng 14. 14 cộng 4 bằng 18. Thầy viết 8 nhớ 1. 2 thêm 1 được 3, 3 cộng 3 bằng 6,
6 cộng 1 bằng 7. Cuối cùng, thầy đặt dấu phẩy thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. Thầy được kết quả 78,75. Như vậy, cả 3 thùng dầu có 78,75 lít dầu. Sau khi biết cách tính tổng nhiệt số thập phân, bây giờ chúng ta bước vào bài toán sau. Bài toán như sau: người ta uống một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7 dm, 6,25 dm, 10 dm. Tính chu vi của hình tam giác đó. Đọc qua bài toán, chúng ta thấy số đo của các cạnh đã có và nó đã cùng đơn vị. Bây giờ muốn tính chu vi của hình tam giác thì ta làm như thế nào? Các em hãy nhớ lại kiến thức. Đúng rồi, muốn tìm chu vi hình tam giác thì ta sẽ tính tổng số đo của các cạnh hình tam giác đó, với một điều kiện là phải cùng đơn vị đo. Bây giờ các em hãy giải bài toán này và vỡ nháp. Các em hãy bấm dừng video lại. Các em đã có kết quả chưa? Bây giờ chúng ta cùng đối chiếu đáp án. Chu vi của hình tam giác là, ta lấy 8,7 cộng 6,25 cộng 10 bằng 24,95 dm, đáp số 24,95 dm. Các em lưu ý ở đây có một số đo là số tự nhiên, khi đặt tính thì chúng ta đặt sao cho cái số 10 này nó thẳng cột với phần nguyên của hai số hạng còn lại kia. Các em lưu ý nhé. Thầy chúc mừng những em nào đã có đáp số đúng. Qua ví dụ và bài toán thì các em đã biết cách tính tổng nhiều số thập phân chưa nào? Chúng ta cùng nhau chốt lại. Để đặt tính tổng nhiều số thập phân, ta thực hiện như sau. Đầu tiên, ta phải viết số hạng này dưới số hạng kia, sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Sau đó, ta cộng như cộng các số tự nhiên. Cuối cùng, ta viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng. Các em hãy đọc nhiều lần phần nhận xét này để chúng ta thực hiện cho đúng nhé. Để nắm vững hơn cách tính tổng nhiều số thập phân, chúng ta bước vào phần luyện tập nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau thực hiện bài 1 trong sách giáo khoa trang 51 với yêu cầu là tính. Ở bài A, chúng ta có phép tính 5,27 cộng 14,35 cộng 9,25. Ở bài B, ta có phép tính 6,4 cộng 18,36 cộng 52. Bây giờ, các em hãy bấm dừng video lại và chúng ta thực hiện vào vở. Các em đã có đáp án chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đối chiếu kết quả nhé. Ở bài A, thầy đặt tính và thầy có kết quả là 28,87. Thầy chúc mừng những em đã làm đúng. Ở bài B, thầy có phép tính như sau và kết quả của nó là 76,76. Các em lưu ý, ở phép tính bài B này, số 52 là một số tự nhiên,
Nên khi đặt tính, chúng ta đặt thẳng cột với các phần nguyên của các số thập phân ở trên. Và ta có thể xem phần thập phân của cái số 52 này là 0. Và chúng ta dễ thực hiện nhé. Thầy chúc mừng những em đã làm bài đúng. Chúng ta đến với bài 2, sách giáo khoa trang 52. Bài số 2 yêu cầu tính rồi so sánh giá trị của mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc cộng C và A cộng mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc. Trong bài người ta cho mình giá trị của A ở cái ô màu hồng, các em thấy A là 2,5, B giá trị là 6,8, C giá trị là 1,2. Chúng ta thực hiện theo mẫu như cái cột ở trên, thay thế vào giá trị ở A, B và C, chúng ta cùng tính kết quả. Tương tự như vậy, ở ô màu xanh, các em cũng thay lần lượt các giá trị của A là 1,34, B là 0,52, C là 4, theo thứ tự như yêu cầu ở trên, và chúng ta thực hiện ở cái ô màu xanh. Bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và thực hiện vào vở nhé. Các em đã có kết quả chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đối chiếu. Bài thứ nhất, thầy sẽ lấy 2,5 cộng với 6,8 trước, sau đó thầy cộng với 1,2, ra kết quả là 10,5. Ở ô bên này, thầy sẽ cộng 6,8 với 1,2 trước, sau đó cuối ra kết quả cuối cùng thì mới lấy 2,5, thầy cộng với kết quả vừa tìm, thì nó ra là 10,5. Ở ô màu xanh cũng tương tự, thầy lấy 1,34 cộng với 0,52 trước, ra kết quả, sau đó thầy cộng với 4 thì ra tổng cuối cùng là 5,86. Ở ô tiếp theo, thầy sẽ cộng 0,52 với 4 trước, sau đó thầy lấy 1,34 cộng với tổng vừa tìm được thì ra kết quả cuối cùng là 5,86. Qua hai bài làm trên thì chúng ta nhận xét nè, khi ta cộng hai số hạng thứ cộng tổng số thứ nhất với số hạng thứ ba thì nó ra là 10,5. Ở cái ô bên này, chúng ta cộng tổng số hạng thứ hai và số hạng thứ ba trước, sau đó ta cộng với số hạng thứ nhất thì tổng cuối cùng nó không thay đổi. Và các em có nhận ra đây là tính chất gì của phép cộng không? Đúng rồi, qua bài này ta rút ra nhận xét như sau: phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp. Khi cộng tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại. Ta có tổng của A cộng B rồi cộng với C sẽ bằng A cộng với tổng của B và C. Chúng ta sẽ vận dụng tính chất trên để thực hiện bài tập 3, sách giáo khoa trang 52. Bài tập 3 yêu cầu sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính. Đề bài cho hai phép tính sau đây. Ở bài A, 12,7 cộng 5,89 cộng 1,3. Ở bài C, đề bài cho 5,75 cộng 7,8 cộng 4,25 cộng 1,2. Các em sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để thực hiện hai phép tính trên. Các em hãy dừng video lại, chúng ta thực hiện bài toán. Các em đã có kết quả chưa? Chúng ta cùng
xem bài làm của thầy nhé. Ở bài A, thầy sẽ tính tổng của 12,7 với 1,3 trước, sau đó thầy mới cộng với 5,89, vì 12,7 cộng với 1,3 nó sẽ ra một số tự nhiên. Sau đó thầy cộng với 5,89, kết quả cuối cùng là 19,89. Ở bài C, thầy sẽ thực hiện phép tính cộng 5,75 và 4,25. Và thầy lấy 7,8 cộng với 1,2. Kết quả của hai phép tính này thì nó ra hai số tự nhiên. Cái tính thứ nhất nó ra là 10, cái tính thứ hai ra kết quả là 9. Sau đó 10 thì cộng với 9 thì được 19. Chúng ta sử dụng tính chất giao khoán và kết hợp và chúng ta sẽ thực hiện tìm kết quả nhanh hơn. Thầy chúc mừng những em đã thực hiện đúng bài toán. Qua bài toán trên, chúng ta vừa vận dụng tính chất giao khoán và tính chất kết hợp của phép cộng. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhắc lại tính chất giao khoán của phép cộng là gì? Là khi ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng vẫn không thay đổi. Còn tính chất kết hợp là khi ta cộng tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại. Qua tiết học, chúng ta đã biết cách đặt tính tổng nhiều số thập phân. Thứ nhất, ta viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Thứ hai, thì ta sẽ thực hiện cộng như cộng các số tự nhiên. Và cuối cùng, ta viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng. Bây giờ chúng ta bước sang tiết luyện tập. Trang 52, sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta bước vào bài tập số 1. Bài 1 yêu cầu tính. Bài A, 15,32 cộng 41,69 cộng 8,44. Bài B, 27,05 cộng 9,38 cộng 11,23. Các em hãy bấm dừng video lại. Chúng ta tính bài số 1. Các em đã có kết quả chưa? Chúng ta cùng đối chiếu đáp án. Ở bài A, thầy đặt tính 15,32 cộng 41,69 cộng 8,44. Lưu ý khi đặt tính, chúng ta phải viết thẳng hàng phần nguyên và phần thập phân. Các số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. Ta thực hiện bắt đầu từ phải sang trái. Thầy lấy 2 cộng 9 cộng 4 bằng 15. Thầy viết 5 nhớ 1. 3 thêm 1 4. 4 cộng 6 bằng 10, 10 cộng 4 bằng 14, viết 4 nhớ 1, 5 thêm 1 được 6, 6 cộng 1 là 7, 7 cộng 8 bằng 15, thầy viết 5 nhớ 1, 1 thêm 1 được 2, 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 0 vẫn bằng 6, thầy viết 6. Cuối cùng, thầy đặt dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng. Kết quả bài A ra là 65,45. Chúng ta tiếp tục bài B. Thầy cũng đặt tính. Lưu ý, chúng ta cũng đặt thẳng cột phần nguyên và phần thập phân. Thầy thực hiện phép tính như sau. Thầy lấy 5 cộng 8 cộng 3, nó ra 16. Viết 6 nhớ 1. 1 không với 1 là 1. 1 cộng 3 bằng 4. 4 cộng 2 bằng 6. Viết 6. 7 cộng 9 bằng 16. 16 cộng 1 bằng 17. Thì viết 7 nhớ 1. 2 thêm 1 được 3. 3 cộng với 1 bằng 4. Thì viết 4.
sau cùng thầy ghi dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy ở các số hạng thì có kết quả 47,66. Các em có làm đúng được như vậy không? Thầy chúc mừng những em đã làm đúng. Bây giờ chúng ta bước sang bài 2. Yêu cầu tính bằng cách thuận tiện nhất. Ở bài A chúng ta có phép tính 4,68 cộng 6,03 cộng 3,97. Ở bài B 6,9 cộng 8,4 cộng 3,1 cộng 0,2. Bây giờ các em hãy vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để thực hiện hai phép tính trên. Chúng ta làm vào vở, bấm dừng video lại rồi làm bài. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng đối chiếu kết quả. Ở bài A, thầy vận dụng tính chất kết hợp. Thầy sẽ cộng 6,03 và 3,97 trước. Thì nó sẽ ra kết quả là 10. Cuối cùng thầy lấy 4,6. 68 cộng với 10 thì ra kết quả là 14,618. Thầy chúc mừng những em ra kết quả đúng. Ở bài B, thầy vận dụng cả hai tính chất giao hoán và kết hợp để thực hiện. Thầy cộng 6,9 với 3,1. Thầy cộng 8,4 với 0,2. Ở phép tính thứ nhất, nó ra kết quả là 10. Ở phép tính thứ hai, nó ra kết quả là 8,6. Kết quả cuối cùng của bài là 18,6. Rồi, thầy chúc mừng các em đã làm đúng. Chúng ta bước sang bài 3. Yêu cầu của bài 3 là điền dấu lớn bé bằng. Ở bài này, yêu cầu chúng ta so sánh một phép tính với một số thập phân. Lưu ý, muốn so sánh một phép tính với một số thập phân, thì chúng ta phải thực hiện phép tính đó, rồi từ đó chúng ta so sánh kết quả với số thập phân kia. Các em hãy làm bài. Em làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng đối chiếu kết quả. Ở bài thứ nhất, ta tính ra được tổng là 9,4. Và 9,4 thì lớn hơn 8,9. Ta điền dấu lớn. Rồi, chúc mừng những em đã làm đúng. Ở bài thứ hai, ta tính kết quả ra là 7,6 và 7,56. Thì bé hơn 7,6, ta sẽ điền dấu bé. Thầy chúc mừng những em đã làm đúng. Bây giờ chúng ta đến với bài 4. Bài 4 như sau. Một người thợ dệt, ngày thứ nhất dệt được 28,4 mét vải. Ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải. Ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 mét vải. Hỏi cả 3 ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải? Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt bài như sau. Ngày thứ nhất thì chúng ta vẽ ra một đoạn thẳng tương đương với 28,4 mét. Ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất, như vậy ta sẽ vẽ đoạn thẳng dài hơn cái đoạn của ngày thứ nhất là 2,2 mét. Như vậy ngày thứ hai chúng ta chưa biết, và ở ngày thứ ba thì ta vẽ đoạn thẳng nó dài hơn đoạn thẳng của ngày thứ hai là 1,5 mét, và ngày thứ ba mình cũng chưa biết là dệt bao nhiêu mét. Cuối cùng câu hỏi là hỏi cả 3 ngày là bao nhiêu mét vải, thì chúng ta gộp lại. Bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và làm bài toán vào vở.
các em đã có kết quả chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem bài giải của thầy. Trước tiên ta tìm số mét vải người đó dệt được ngày thứ hai là, ta lấy 28,4 cộng với 2,2 ra 30,6 mét. Tiếp theo ta tìm số mét vải người đó dệt ngày thứ ba là, ta mới lấy số mét vải của ngày thứ hai là 30,6 cộng với 1,5 thì ra 32,1 mét. Cuối cùng ta tìm số mét vải người đó dệt cả 3 ngày là, ta lấy 28,4 cộng 30,6 cộng 32,1 ra 91,1 mét. Đáp số 91,1 mét. Thầy chúc mừng những em đã làm đúng. Bài 4 vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học toán của ngày hôm nay. Các em sẽ xem lại bài học và ta chuẩn bị ở bài học sau là trừ hai số thập phân. Thầy chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở tiết học sau.